Xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn muối bắp cải chua ngọt với cà pháo nhé. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị: một cây bắp cải, nửa ký cà pháo, 3 quả ớt sừng, 1 củ tỏi, 150g đường, 150g mắm. Mình sử dụng tỷ lệ 1:1 nha các bạn. 50g muối và 2 thìa canh giấm gạo. Mình đã chuẩn bị ở đây một chậu nước rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chia đôi cái số muối này ra nha các bạn. Mình sẽ cho một nửa vô đây ha. Và mình cho một nửa vô nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái ghém trước ha. Mình sẽ cắt bỏ đầu này đi nha các bạn. Các bạn chọn mua cà ghém, mình nên chọn mua những quả non thì ăn sẽ giòn ngon hơn nhé. Mình đừng có mua già quá. Già quá thì ăn nó sẽ rất là cứng. Mình cắt đôi cũng được hoặc là mình cắt 1/4 ha. Nếu mà cà của mình to quá thì mình cắt 1/4 nha các bạn. Cắt làm 4. Còn nếu mà cà của các bạn nhỏ thì mình có thể cắt làm đôi thôi cũng được. Mình ngâm vào nước muối để cho cà pháo của mình nó không có bị đen ha các bạn. Và nó héo bớt đi thì mình muối sẽ ngon nhé. Các bạn ơi, mình lấy một cái đĩa mình đè lên trên ha các bạn. Hoặc các bạn có thể lấy một cái vật dụng gì đó nó vừa với cái chậu của mình á. Mình đè lên để cho cà pháo của mình nó không có bị nổi lên trên mặt, thì nó không có bị đen ha. Mình tém cho nó gọn gọn vào giữa nè. Rồi mình đè nó xuống. Mình lấy một cái chày này mình đặt lên cho nó nặng. Nó nặng thì nó không có bị nổi lên trên nha các bạn. Rồi, mình sẽ ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ ha. Mình đã cho phần muối còn lại vào cái chậu bên này rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nhỏ cái bắp cải này ra nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái phần cùi này đi. Mình sẽ cắt dọc xuống như vậy ha các bạn. Rồi. Bây giờ mình cắt dọc xuống. Rồi mình sẽ cho vô trong chậu nước muối ha các bạn. Miếng còn lại thì mình cũng sẽ cắt tương tự như vậy luôn. Mình cũng sẽ lấy một cái đĩa và mình đặt đè nó lên nha các bạn. Mình đè lên cho rau của mình ngập nước luôn ha. Mình cũng sẽ để ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu mắm nha các bạn. Mình cho vô đây 150g đường và 150g nước mắm. Rồi mình bật bếp lên mình nấu ha. Khi mà đường tan rồi thì mình sẽ cho giấm vào nha các bạn. Khi mình cho giấm vào thì nước mắm đã sôi rồi thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ băm phần tỏi này nha các bạn.
ớt thì mình sẽ lọc bỏ hột nhé các bạn. Mình sẽ xếp lên cho dễ cắt ha các bạn. Mình sẽ cho tỏi băm và ớt vào cái nồi nước mắm mình đã nấu rồi nha các bạn. Cà pháo của mình đã ngâm được 1 tiếng rồi nè các bạn. Thì mình mở ra nhé. Đây các bạn xem, cà pháo của mình. Mình ngâm muối mà cà của mình không có bị nổi lên trên mặt nước thì cà của mình không có bị đen này các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xả lại với nước sạch ha các bạn. Cải của mình cũng đã ngâm được 1 tiếng rồi, để bây giờ mình mở ra xem thử nha các bạn. Rau cải của mình đã héo đi rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ xả lại với nước sạch nha. Phần rau cải và phần cà ghém mình đã rửa sạch và lại với nước rồi. Bây giờ cũng ráo nước rồi thì mình sẽ đổ vào trong cái chậu này để mình trộn nha các bạn. Mình sẽ đổ nước mắm vào nhé. Mình phải để nước mắm nguội hoàn toàn rồi mình mới muối nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Mình đã chuẩn bị ở đây một cái hũ thủy tinh rồi nè các bạn. Ở nhà các bạn không có hũ thủy tinh thì mình có thể đựng vào hũ nhựa cũng được nhé. Bây giờ mình sẽ bốc vào trong cái hũ này ha. Các bạn có thể để 2-3 tiếng là mình ăn được rồi. Hoặc là nếu mà nhìn làm nhiều quá thì mình bỏ vào hũ rồi mình để qua ngày hôm sau mình ăn vẫn được nhé. Mình sẽ cho ra một cái đĩa này và bây giờ mình sẽ ăn liền nha các bạn. Phần nước mắm này thì mình sẽ đổ vào cái hũ này nha các bạn. Mình đổ vào và mình ngâm nhé. Các bạn có thể lấy một cái bịch nước mình chặn ở trên cũng được nhé. Mình chặn lại để mình đè hết cái cà pháo và rau bắp cải của mình ở dưới nước nha, để cho nó được ngập nước nhé. Hoặc là các bạn ấn thắt chặt vào. Sẽ gài nắp lại. Vậy là mình đã làm xong món bắp cải muối chua ngọt với cà pháo rồi nè các bạn. Các bạn trông có thấy hấp dẫn không? Mình thấy vị khá là vừa và ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Chúc các bạn sẽ làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!